Ôi, cá sấu để chạy đi đâu nhỉ? Cá sấu ơi, đừng có chạy nữa, cá sấu ơi. Cá sấu ơi. Ừ, em phải ngoan, em đừng có chạy nữa nha. Đừng có chạy, đừng có chạy, đừng có nấp. Đừng có nấp, về với đội của anh đi. Đừng có chạy nhá, đừng có trốn. Đây này, đừng có trốn. Quá. Ôi. Ái giời ui, cái đuôi này. Wow, cái mồm này. Cá sấu ơi, bạn cá sấu ơi. À các bạn ơi, hôm nay mình sẽ cho bạn cá sấu này đi sang nhà chị Thỏ đi chơi nhá. Nào khởi động xe lên thôi. En 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 tít tít đi thôi. En en in in in. Ý, họ 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 đến rồi, đến rồi, đến rồi. Ôi. Wow, một cái biển màu xanh. Wow. Ôi, có con cá kìa. Ôi con rùa kìa, cá heo này. Wow, con cua nè. Ôi. Wow. Hello. À, xin chào bạn Yến nhá. Hello chị Thỏ. Ô, chị Thỏ đang làm cái gì đây? Chị Thỏ đang chơi ô tô này. Các bạn thấy cái ô tô của chị Thỏ xịn chưa? Wow, cái ô tô của chị Thỏ xịn đấy, thế. Nó có thể chạy được dưới nước này. Wow. Đấy, các bạn thấy xịn chưa? Ôi, cái bể phun nước của chị Thỏ hôm nay sao không có cái con cá nào thế? Tại chị Thỏ chưa có cá để thả vào đấy các bạn ạ. Ừ, bây giờ hôm nay mình sẽ chơi trò chơi là đi tìm các con vật và tìm hiểu tên các con vật ở ngoài vườn để về mang vào đây cho chị Thỏ nuôi nhá. Ừ, bạn đi bắt cá thì đi tìm các con vật về đây để mình trang trí, cùng nhau trang trí cái bể này cho đẹp nhá. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ đi nhá. Đây này, đây là bạn cá sấu của mình này. Bây giờ mình sẽ đi tìm cá nhá các bạn ơi. En 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 tít 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 tít. Ui, rồi rồi, họ 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 họ. Ôi cá sấu ơi, cá sấu tìm được. Wow, ôi ở đây có nhiều cá quá này. Ui, ở trong đây có nhiều cá thế. Ôi, có một cái bạn bóng bay gì đây này. Wow, cái bóng bay to chưa này. Ui, cái bóng bay hình mặt người này. Wow. Ui, ở dưới này còn có cá nữa này. Nhiều cá quá các bạn ơi. Wow, nhìn này. Ừ, hôm nay mình sẽ tìm tên các con vật này ở trong này nhá. Ôi, wow, đây có con cá gì này. Ui, xem nào. Ôi, quả bóng này này. Ôi, quả bóng này to thế. Wow, quả bóng này là gì? Ui, 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 nó nổ phát rồi. Ôi, nó nổ, quả bóng này nó nổ ra này. Wow, nó nổ mất rồi các bạn ơi. Ôi, nó nổ ra bao nhiêu cá đây này các bạn ơi. Ôi, bây giờ mình sẽ cho bạn cá sấu này đi lên nhá. Ôi, cá sấu ơi, cá sấu đi lên đây trên này đi. À, lên trên này để mình đi bắt cá nhá. En, 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 en. Rồi, cá sấu đứng ở đây chơi nhá. Đó, để mình đi bắt con cá về cho chị Thỏ nhá. Ô, đây là một con cá nhắm búa này. Wow, rồi. Ui, đây này. Đây là con cá vàng. Wow, bắt cá nhá các bạn ơi, nhiều cá quá này. Thích quá, thích quá. Ý, đây là một con cá này. Wow, ôi, đây là cái xác bóng bay nữa các bạn ơi. Wow, ôi, con ốc này các bạn ơi. Wow, nhiều cá vàng này. Ui, được mấy con này này các bạn ơi. Wow, nhìn này. Ê, đấy, ui rồi. Đây nữa này. Wow, nhiều cá lắm. Mình sẽ bắt hết cái đống cá này về nhá, cho chị Thỏ nhá. Wow, đây này, ui, ui còn hai con này. Đây nữa này. Còn một con nữa này. Ôi, ôi, đây, 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 một con cá sấu này nó bơi sang đây này. À, đây là con cá koi nhá. Ôi, cá koi, cá koi, cá koi. Wow, bên này nữa này. Bên này cũng nhiều lắm các bạn ơi. Ui. À, bạn cá sấu ơi, bạn cá sấu ngồi ở đây nhá, để mình sang bên kia mình bắt cá nhá. À, nhá, bye bye nhá. Ui, mình xem nào. Ui, ở dưới này này. Ôi, có cái này là cái gì đây? Wow. Ôi, đây này, con cá đây này các bạn ơi. Ô, đây là một con tôm càng này. À, một con tôm càng đấy. Ưu, wow, đây là một con ốc gì to này các bạn ơi. Wow, con ốc to bạ, đợi bác luôn này các bạn ơi. Mình cũng mang về nhá. Mang về thôi, mang về thôi. Ui, ở đây có mấy con cá này mình bắt hết nhá. Wow, nhìn này. Ui, nhiều cá lắm. Ui, đây nữa này. Ý, nhìn này. Wow. Ôi ôi. Ôi. Wow, được rồi, được rồi. Tít tít nè, đi về, đi về, đi về, đi về, đến nhà rồi, đến nhà rồi. Hu hu. Wow. À, bạn Nhím đi về rồi đấy hả bạn Nhím. Đây này. Bây giờ mình mang một chậu này về đây này cho bạn này. Ui, nhiều cá lắm. Bạn wow. Có cái chậu gì đây? Ôi, đây này. Đây, mình sẽ bỏ một con ốc ra đây cho bạn nhé. À,
Ten ten. Mình biết rồi, đây là con ốc khổng lồ đúng không? Đấy, một con ốc khổng lồ đấy, đây to là con chưa? Ốc biển nha, ốc khổng lồ này mình sẽ để nó ở giữa này luôn nhé. Ừ, để ở đấy đi. Wow, đây này, đây mình có con này là con tôm đấy. Con tôm. Đấy là con tôm hùm mái. Ừ, ấy mình để đấy cho bạn nhé. Wow, đây là con cua này. À, cho bạn con cua này này. Đây là con ốc mượn hồn chứ không phải là con cua đâu nhá. Ừ, đúng rồi. Thế nên bạn bỏ vào chỗ nào đi? Đây là con cua này, nó chui vào con ốc, nó thành con ốc mượn hồn này các bạn rồi. Mình để nó ở đây này. Wow, đây là một con cá mập, mình sẽ cho đây cho nó bơi nhá. Này. À, con cá mập đấy, đẹp chưa? Đây là con cá lau kiếng này. Đây, mình sẽ bỏ ở đây cho nó bơi này. Ê, nó bơi đấy các bạn. Đấy, đây, 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 nó bơi đấy. Nó chạy về chỗ chị thỏ này các bạn. Đấy, ơi, nó chạy về chỗ chị thỏ kìa. Đó, đấy, 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 đấy. Đấy. Ô, nó chạy lại cái chiếc ô tô của chị thỏ kìa. Đấy, wow, nó thích cái chiếc ô tô này có chị thỏ đấy các bạn đấy, ơi. Đấy, cái chiếc ô tô của chị thỏ đấy các bạn ơi. Wow, bây giờ mình sẽ bắt cá ra nhá. Đây này. Ý, được hai con này. Đấy, cho nó bơi này. Đỏ, hai con cá chép coi đấy các bạn ạ. Ừ, cho nó bơi ra chỗ chị thỏ đi. Ấy, đẹp chưa, đẹp chưa? Nào. Đây nữa này, đây còn ba con nữa này. Đây này, mình sẽ thả hết ra đây nhá. Wow. Ui, đây đây đấy, nó bơi đây này. Đấy, nó bơi đây này. Nó bơi lại chỗ chị thỏ nhiều chưa này các ui, bạn ơi. Ui, nó bơi lại chỗ chị thỏ nhiều chưa này. Wow, các bạn ơi, nhiều chưa? Nó bơi ra hết chỗ chị thỏ rồi. Đây, đây là còn nữa này. Mình sẽ thả hết ra đây nhá. Ừ, mình sẽ thả cá hết ra đây cho nó bơi ra chỗ chị thỏ này. Ôi trời ơi, nhiều chưa các bạn ơi, các bạn thấy. Ui, được một đống này. Nhiều cá chép coi con. Wow, được nhiều chưa, được nhiều chưa. Đấy. Wow, đây còn hai con nữa. Đây, còn hai con nữa, thấy thả hết ra này. Ui, nó bơi kìa. Đây, còn con này nữa này. Đấy, hết rồi, hết rồi. Đây này. Đây này. Nó bơi một đàn lại chỗ chị thỏ này các bạn ơi. Ui, chỗ chị thỏ kìa. Wow, nhiều chưa này. Ôi, đây, 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 đây. Đẹp chưa, đẹp chưa? Nó bơi này. Ơ, cá bơi, cá bơi, cá bơi này các bạn ơi. Ui, nó bơi này, nó thích chưa này. Wow, cá wow bơi này. Ôi, cá này, cá này. Cái vòi này nó còn phun sương lên á, thích chưa? Đẹp lắm các bạn ơi. Wow, bây giờ mình sẽ đi kiếm cá tiếp nhá. Bây giờ bạn đi kiếm nhiều cá với lại các đồ về để mình trang trí tiếp nhá. Ừ, để mình đi kiếm đây. Đây này, mình có chiếc xô này, bây giờ mình xách chiếc xô này mình đi nhá. Ui, các bạn ơi. Wow, ở đây có một cái gì các bạn ơi. Ui, ở trong cái chậu này có cái gì đây, có những cái con gì đây nhỉ. Wow, các bạn ơi. Ôi, xem nào. Wow, ôi, để xem nào. Wow, ôi, nó dính hết vào tay mình này. Wow, cái này là cái gì mà lạ thế này này. Ôi, nó dính hết vào tay mình rồi này. Ê, cái gì mà lạ này các bạn ơi. Ui, đây, đây, đấy. Ô, nó dính hết vào tay mình rồi. Wow, ui, ở trong này nhiều các đồ vật quá này. Wow, để mình xem nào. Ôi, bây giờ mình sẽ mang cái chậu này về cho chị thỏ nhá. Ôi, cái chậu đồ chơi hay chậu gì đây này. Xin chào bạn cá sấu nhá. Ôi, bạn cá sấu của mình đây này. Ôi, bạn cá sấu này, cái đuôi của bạn cá sấu này các bạn ơi. Đây này, bạn cá sấu đấy. À, bạn cá sấu này của mình đẹp chưa? Đấy. Bạn cá sấu chui lên từ cái lỗ này đấy các bạn. Đây này, bạn cá sấu này hiền lắm. Bạn cá sấu này đang nghe răng đang nghịch đấy. Đấy, bạn cá sấu vuốt vuốt, bạn cá sấu này ấy. Bạn cá ui, sấu cái răng này, này này. Cái răng của bạn cá sấu này. Ấy, cá sấu cắn đấy. Ờ. À, đây, bạn cá sấu ơi, đi ra đây, đi ra đây. Ê, tít 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 tít. Chơi ở cái bể này đã đi nhá. Wow, đây này. Mình mang cho bạn đây này. Wow. Đấy. Wow. Một cái chậu đồ chơi gì đây này, đẹp lắm. Có cái chậu gì đây nhỉ? Ui, có ơi, nhiều. Có những cái hạt gì dễ thương như này. Ừ, có nhiều hạt ở bên trong lắm, không. Ôi, biết cái hạt gì. Nó dính vào tay mình này các bạn. Ui này. Cái hạt gì đây này. Ôi. Ui thì mình chỉ khám phá xem bên trong này có cái hạt gì nhá. Ôi cái hạt này nhiều màu thật đấy các bạn này. Ôi hạt này đây này, nhiều màu lắm này. Ui ở trong cái chậu này có những cái con vật đi. À, ui. Các bạn thấy đây là con gì chưa? Ui đây là con gì đây nhỉ? Đây là một con bọ cánh cứng đây các bạn này. Ui một các con bọ cánh cứng này các bạn ơi. Wow, chị Thỏ tìm được con bọ cánh cứng ở trong cái chậu đồ chơi này. Ui. Cái gì đấy? Nó bay được này các bạn này. Ui con bọ cánh cứng này nó bay được à? Ôi, wow. Nhìn này, ôi nó có hai cái râu này. Ten của nó sáng luôn này các bạn này. Ui, để mình bỏ xuống đất xem nào. Ô, nó chạy ôi, được này. Nó chạy kìa các bạn kìa. Ui, nó chạy kìa. Đi đi để mình xem nào. Ôi, ui nó chạy được này. Đấy, nó chạy xung quanh này. Wow, con bọ cánh cứng này đẹp chưa các bạn ơi. Ui, con bọ cánh cứng này đẹp thế. Ôi, để ra đây xem nào. Đi ra đây xem nào. Ô, nó bò được này. Wow. Hai cái cánh của nó bay 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 kìa.
Ui, nó bay 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 nè các bạn ơi. Đây này. Đấy. Wow, đẹp chưa này. Rồi. Wow. Ui, con bọ cánh cứng là này. Cho chị thỏ con bọ cánh cứng này, đẹp chưa. Đó. Đấy, bây giờ mình sẽ để sang đây nhá. Ừ, sẽ bỏ vào đấy nhá. Wow, để mình xem nào. Tiếp theo là cái gì nè. Ui, cái con ốc à. Ôi, đây là một con ốc các bạn ạ. Wow, đây là một con ốc này. Ê, một con ốc đấy. Đây là một con ốc các bạn ơi. Wow, các bạn con ốc ngà voi. Chưa? Đây là một con ốc ngà voi này. À, bây giờ mình sẽ bỏ con ốc vào trong cái hồ này của mình nhá. Ôi, để vào đây đi. Wow, để ở đây này, bạn nhím này. Đây này, mình sẽ để ở chỗ này nhá. À, để wow, các bạn ơi, những bạn cá của mình bơi kìa. Đó, bạn cá của mình bơi đấy các bạn ơi. Ô, nó bơi kìa. Ui. Rồi, chị thỏ lại tìm tiếp đi chị thỏ ơi. Wow, đây đây. Ôi. Wow. Ôi, cái đấy là cái gì đây? Cái gì đấy các bạn ơi? Wow, bạn thử mở ra xem nào, cái đấy là cái gì nào? Wow. Ôi, cái này là một cái lồng chim các bạn ạ. Ừ, một cái lồng chim ấy. Con chim này. Ôi, để mình xem nào. Xịn quá. Wow, đây là một cái lồng chim này. Ôi, ở trong này có hai con chim này các bạn ơi. Đấy, hai con chim này có kêu được không nhỉ? Ui. Hello các bạn kìa. Ui, nó vẫy cánh ở bên trong ấy sao ấy nhỉ? Ui, đây này. Này. Ui đấy, nó cục 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 đấy. Đẹp chưa này? Wow. Đấy, nó xin chào các bạn đấy các bạn ạ. À. Ôi, con chim này kìa, đấy. Nhìn này. Ôi các bạn ơi, để mình cho cái lồng chim xuống xem nào. Wow, cái lồng chim này của mình này. Ui cục 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 này. Các bạn ơi. Wow, đẹp chưa này? Ấy. Đẹp chưa này? Wow, ôi nó con còn chim. Có đèn sáng nhấp nháy nữa này các bạn ơi. Ôi, nhìn đẹp chưa này. Wow, một con chim màu cam, một con chim màu xanh nè. Ôi, nó kêu cục 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 này các bạn ơi. Ôi, mình để cái lồng chim ra đây đi. À, để mình xem trong này có cái gì nữa xem nào. Để xem nào. Ôi, ở trong này. Ơi, ô, có một con tôm hay sao ấy, đây này. Wow, có một con tôm này các bạn ơi. Bạn nhìn thấy con, các bạn thấy con tôm này của mình xịn chưa? Bôi con tôm này mình sẽ cho vào cái bể này đó của mình nha, đi. Mình sẽ để nó vào đây nhá. Ờ, cho cái bể màu đấy, xanh này đi. Mình sẽ để nó ở đây này. Ui, có như bạn cá kìa, bạn cá kìa. Bạn bơi nha, đàn kìa các bạn thấy đẹp chưa các bạn cá ơi. Cá của mình bơi kìa các bạn ơi. Wow. Wow, để mình xem nào. Ôi. Mò tí nhá. Ừ, mò đi. Ê, cái đây đây, cái gì đây? Đây này. Cái gì to lắm các bạn ạ? À, đây là một bộ gì đây này? Đây là một bộ, ui, có một con cua, đây là con cua này các bạn ơi. Mình bóc ra nhá. Ừ, mình bỏ ra xem nào. Ôi. Wow, một con cua này. Con cua này các bạn thấy đẹp chưa? Ồ, một con bộ con cua này các bạn ơi. Wow, để mình để ra đây xem nào nhá. Các bạn ơi, ở trong này nó có nhiều cái con cá lắm này. Ồ, đây là như là bộ câu cua hay sao các bạn ơi. Các bạn ơi, ấy như vậy mình vừa lắp ráp cái bộ đồ chơi này vào rồi đây này. Đây này, đây là một cái cần câu này. Ừ. Câu những cái con đây này. Con cá này lên. Ừ, đây này. Đấy, bây giờ mình bật này lên nhá. Đấy. Đấy. Các bạn ơi. Ui, đây này. Câu đây. Đi, mình với bạn câu nhá. Ừ, thì mình sẽ câu cá nhá. Ôi, nó há cái mồm ra này. Ơi, nhìn này. Câu trượt rồi các bạn ạ. À. Ui, được một con rồi, được một con rồi, cho bạn chị thỏ này. Cho chị thỏ một con cá này. Mình... Đấy. Ôi, mình lôi được một con lên rồi các bạn đấy các bạn ạ. À. Ui, để xem nào. Ui, đây này, đây này. Ơi, ôi nó cứ há cái mồm lên đấy các bạn ơi. Ui. Ui con này nó bị thế nào rồi ấy? Ôi nó há mồm lên này. Ui nó khó câu hết đấy các bạn ơi. Wow. Đây này. Ui há lên. À, được hai con rồi. Câu được rồi các bạn ơi. Được hai con này. Đó, đây. Bỏ vào đây. Đây mình để vào rồi. Tay mình nhá. Ôi, đây mình câu nữa này, câu nữa nhá. Ôi, đấy, được một con nữa rồi. Đây này, wow. Wow, to chưa này. À, ui. Mình cũng câu được một con rồi này. À, chị thỏ cũng câu được một con rồi kìa. Rồi, bỏ vào đấy. Để xuống đây nhá. À, mình sẽ câu tiếp nhá. Ui. Ui, con cua. Cậu ơi, mình câu cá tiếp này. Câu cua nhá. À, mình câu wow. Được rồi đây. Chị thỏ lại câu được một con kìa. Wow, được rồi. Để mình câu tiếp nhá. Ơi rồi. Đâu có nhỉ. Ui con cua. Ui con cái này. Các bạn ơi. Ôi, để mình xem nào.
Ôi. Ui nó mở hết mồm ra xong lại hép vào này. Ui một con rồi. Wow. Mình câu một con mà nó bị rớt ra này, này các bạn này. Ôi. Bây giờ cho chị thỏ câu cái này để mình xem cái bể cá của mình xem nào. Wow. Ôi cái bể cá của mình này. Đây này, các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đi mang cá về tiếp cho chị thỏ nhá các bạn ơi. Ồ, đi thôi, đi thôi. Ê, bạn cá sấu ơi, bạn đừng có nghe răng nữa nha. Bạn nghe răng bạn đói đúng không? Bạn cá sấu đang đói này các bạn ơi. Ôi, bạn ấy nghe răng ra rồi. Bây giờ bạn mình sẽ chở bạn ấy đi tìm các đồ chơi khác nhá. Đi thôi. Jin, đi thôi. Em đi thôi. Jin. Tít. Wow. Ôi, ở đây mình nhìn thấy ôi, lại một quả bóng bay nữa này. À, quả bóng bay này hình như là quả bóng bay hình mặt người này các bạn ơi. Nhìn cái lưỡi nè. Wow, chà chà cái lưỡi này các bạn ơi. Ôi xem nào. Ô có quả bóng bay to chưa này? Ui, nó nổ mất rồi. Lại nổ mất rồi, quả bóng bay này nó nổ ra cái gì đây các bạn ơi? Wow. Ồ, quả bóng bay này nó nổ. Ui, wow. Đây này, nó nổ ra một con cá sấu nữa này. Một con cá sấu và một con ốc này. Ôi, ở đây còn có hai con vịt nữa này. Ôi, đây này. Ôi, hai con vịt con nữa này các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ mang hết cái đống vịt này về cho chị thỏ nhá. Wow, đây này. Đó, một con này. Ui, con ốc này. Wow. Đây là con cua này các bạn ơi. Wow, đẹp chưa. Một chú cá sấu to nè các bạn ơi. Đó, con cá sấu này tợn quá này. Ôi, nhìn này. Ui, con cá sấu này nó tợn quá này. Wow. Ôi, hai con vịt này mình sẽ mang về luôn nhá. Đấy, các bạn ơi, các bạn không được bắt cá sấu giống mình đâu nhá. Nó cắn đấy. Wow. Rồi, các bạn ơi, bây giờ mình sẽ mang cái chậu này về nhá. Nên. Wow, đến rồi. Đến nhà chị thỏ rồi này. Hello. Đây này, mình cho bạn một con vịt đây này. Ôi, cho nó bơi nhá. Đấy, vịt đây này. Đấy, cho vịt bơi đi. Đây một con nữa này, nó kêu này. Đây. Đấy. Hai bạn vịt rồi. Wow, bạn vịt thích quá này. Bạn vịt thích quá. Ui, bạn vịt thích chạy này các bạn ơi. Wow, đây là một con cua này. Ô, cho con cua ra đây nhá. Ô, đây là một con cá sấu nữa này. Wow. Đấy, cho con cá sấu ra đây này. Ô, đây này. Ôi, những bạn vịt của mình đang chạy kia kìa. Đó. Wow, các bạn ơi. Đây là một con cá sấu này. Ôi, đây. Ấy, 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 ấy. Ôi. Wow, cá sấu kìa, nó bơi kìa. Wow, đây là một con ốc này. Mình sẽ bỏ ở góc này nhá. Wow, đây này. Đây là cây nấm này. Ui, cây nấm mình để góc này nhá. Ôi, đây, có nhiều vịt chưa? Wow, nhiều vịt bơi kìa. Cái bể của mình dần dần đầy cá và các con vật chưa các bạn ơi? Các bạn ơi, cái bể của chị thỏ nhiều cá chưa này? Ôi, đây này. Ui, nhiều chưa. Đó, bây giờ mình sẽ đi tìm các con vật khác nữa nha các bạn ơi. Rồi. Ai, các bạn ơi, cá sấu của mình này, đến nơi rồi nhá. Cá sấu ở đây ngủ nhá. Ngủ nhá, mình đi tìm các con vật ở trong cái bể này xem là có cái gì này. Ở đây mình thấy có con cá này, con bạch tuộc này. Ôi, đẹp chưa? Wow. Ui, ở đây lại có con gì các bạn ơi? Wow, để mình xem nào. Ôi, có một quả bóng này. Lại một quả bóng này các bạn ơi. Wow, đây là một quả bóng hình mặt người nữa này. Ôi, để mình xem nào. Xem quả bóng này xem nó có nổ tao nhá. Ui, quả bóng này lại nổ rồi. Ôm xem nào. Wow, quả bóng này nổ ra một con rùa này. Wow, bao nhiêu cá này. Ô, lại có cả cá sấu này. Ô, có lại có vịt nữa này. Nhiều chưa. Wow, các bạn ơi. Ô, cái quả bóng này nổ ra là bao nhiêu thứ này. Bây giờ mình sẽ nhặt những cái thứ này về nhá. Đây là con cá này. Wow. Ui, con cá mập này. À, bạn vịt này. Bạn vịt đang chơi đấy các bạn ơi. Đấy. Wow, nó bóng bay nó nổ ra bao nhiêu tôm nè. Ôi, con cá này các bạn ơi. Nhiều chưa, con ốc này. Ồ, đây có phải là một con bò không này các bạn ơi?
Ui, ui, đấy, bò này. Ui, nhìn này. Ui, con bò này của mình này. Ê, nhìn này. Rồi, mình sẽ mang con bò này về luôn nhá. Wow, có con tôm này các bạn ơi. Ồ, đây có một cái cần câu này. Đây. Ơi, vịt ơi. Ấy, đây này, đây này, đây này. Mình sẽ mang cái cần câu này về luôn nhá. À, ui, con cá sấu, con cá sấu, con cá sấu. Ui, đây, 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 đây. Ui, cá sấu, cá sấu, cá sấu. Ui, cá sấu con này. Wow, một con rồi. Wow, mình sẽ bỏ vào đây. Wow, bỏ bạn vịt vào cái chậu của mình nhá. Rồi, hết rồi các bạn ơi. Tin, đây rồi, đây rồi. Đây rồi. Ô, đây này, bây giờ mình sẽ mang cho bạn thỏ này, chị thỏ này. Ôi, một con vịt đây này. Đấy. Wow, được 3 con vịt rồi. 3 con vịt rồi chơi đấy. Wow. Đây một con nữa này. Ô. Ôi, nó thích kìa các bạn kìa. Ui, nó thích kìa, thích kìa. Ui, 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 nó chạy ra ngoài rồi. Ôi, 3 con, 3 con. Ôi, 3 con vịt này. Đấy. Nó chạy vào. Wow. Wow, có cả cá sấu ở bên trong nữa kìa. Ôi, đây này. Wow, đây mình có một con cá sấu nữa này. Đây này, cho bạn con cá sấu này này. Đây này. Ơi, con cá sấu này nó hiền lắm. Ừ, đấy. Wow, đây có một con bò này các bạn ơi. Mình cho con bò đây. Ừ, con bò này nó không kêu kêu đâu. Wow, đây có một cái cần câu nữa này. Đây, cần cần câu này các bạn ơi. Oh, cần câu này. Đấy, để câu. Đây. Đấy, cho bạn cái cần câu này này. Bây giờ mình sẽ ngồi đây mình câu nhá. Ờ, cho bạn thử, bạn thử câu cá xem được không? Đấy, à, câu đi. Câu nhá, câu nhá. Ừ, đấy. Ờ. Ôi. Câu. Không câu được các bạn. Wow, chị Thỏ không câu được. Câu được con rùa này các bạn ơi. Đấy, một con rùa xinh xinh ừ, này. Ừ, rồi. Đây này, có một con tôm nữa này. Đây, con đây, tôm đấy. Ờ, con tôm để đấy đi. Nào. Đây còn chú cá mập nữa nè. Chú cá mập để chỗ nào đi? Đấy. Ý, cho rằng đấy. Ôi, đi nhá. Để gần cái con ốc này nhá. Nào, đây là con ốc mượn hồn này, cho ra đây đi. Đấy. Wow. Đây là con cá chép vàng này. Chi chi chi. Đây cho chị con cá chép vàng. Mình sẽ để ở đây cho với các bạn cá nhỏ này nhá. Cho ở đấy đi. Đấy. Đây này, ten ten. À, con này là con cá heo hồng này các bạn này. Ừ, có một con cá heo hồng đấy. Đấy, ờ, cho ở góc đấy đi. Đó. Rồi. Ten ten. Đây là một con cua đấy. Đây là một con tôm. Ừ, ừ đúng rồi, con đây tôm là này nó có nhiều màu này. Ừ, mình nói nhầm rồi, đấy là một con tôm đấy. Wow, đây là một con ốc nữa này, một con ốc gì đẹp lắm. Đây là một con ốc biển đấy. Ừ. Đây là một con ốc rác biển đấy các wow, bạn ạ. Wow, một con ốc này. Bây giờ mình đấy, bỏ mình ở đây nhá. Bỏ đấy nhá. Rồi, bây giờ mình lại đi kiếm cá tiếp đây. Rồi, đây, trong này có nhiều con cá con vịt đang bơi nhá các bạn ơi. Đấy, con vịt này, vịt bơi này. Con cá kia kìa. Ơi. Đấy, đây đây. Đấy, các bạn thấy chưa? Nào, chị Thỏ ơi, chị Thỏ ở nhà câu cá đi nhá. Chị Thỏ ở nhà câu, bạn đi bắt các con vật tiếp à? Ừ, rồi, mình đi bắt các con vật tiếp đây. En tít tít, bạn cá sấu của mình lại đi thất thôi. Tít tít. En từ, ho. Ui, lại rớt xuống ao rồi. Cái ao gì đây này? Ô, cái ao gì đấy nhỉ các bạn ơi? Ê, từ, xa lầy. Ôi, bạn cá sấu của mình sống rồi. Ôi, cái xe của mình rồi. Cái xe của mình bị rớt xuống dưới ao rồi. Wow, các bạn ơi, con cá sấu của mình nó sổng ra rồi. Ôi, nó sổng đi đâu thế này? Ôi, cá sấu ơi, đừng đi. Cá sấu đừng đi, cá sấu ra đây bơi đi. Ui, ở đây nhiều cá quá này. Wow, ở đây mình lại phát hiện ra một cái ao cá gì nhiều cá quá. Mà cái xe của mình bị đắm xuống dưới đây rồi. Bây giờ mình sẽ trục vớt cái xe này lên nhá. Ôi, xe ơi, xe lên đi. À, lên đi. Ôi, bỏ cái xe này lên nhá. Kéo lên thôi. En. Rồi, bỏ đây nhá. Ôi, ở dưới này. Ôi, nhiều cá quá. Ôi, đây có những cái quả bóng bay con này đẹp chưa này. Wow, mình sẽ lấy quả bóng bay và những cái quả bóng bay và con cá này về cho chị Thỏ nhá. Ui, ở đây có con cá sấu này.
cá sấu này. Ô, lại chạy đi đâu rồi? Con cá sấu này sao mình tinh nghịch thế? Ôi cá sấu sao tinh nghịch? Ôi cá sấu lại chạy đi đâu ấy nhỉ? Cá sấu ơi, đừng có chạy nữa, cá sấu ơi. Cá sấu ơi. Ừ, em phải ngoan, em đừng có chạy nữa nha. Đừng có chạy, đừng có chạy, đừng có nấp. Đừng có nấp, về với đội của anh đi. Đừng có chạy nhá, đừng có trốn. Đây này, đừng có trốn. Wow, đấy, phải ngoan hiền như thế nhá. Rồi, wow. Ôi, đấy, cho vào cái xô của mình nhá. Ôi, ở đây có con cua hay sao các bạn ơi. Ui, wow, để mình xem nào. Ôi, có một quả bóng gì đây xem nào. Wow, lại quả bóng hình mặt người nữa này. Ôi, ui, quả bóng này. Ui, ui. Wow, các bạn ơi, quả bóng lại nổ ra một đống cá này. Các bạn ơi, to chưa này, to chưa này, cá này, cá này. Ô, đây có cả con rùa nè, con rùa con. Ê, đây hình như là một con cua đấy các bạn ơi. Ôi, đây này, ui, con cua nó cặp này. Wow, một con cua các bạn ơi. Cua biển, cua biển, cua biển. Ô, cua biển các bạn ơi. Wow, thích quá, có một con cua biển to chưa. Ôi, cho vào xô này. Ấy, được rồi. Rồi. Wow, đống cá này này các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ mò cá lên xem nào. Ô, một con cá đầu tiên. Bắt luôn. Wow. Ui, quả bóng bay này. Ý, nhìn này. Ui, nổ này. Ui, nổ này các bạn ơi, thích quá. Nhìn này. Wow, nổ này. Nhìn này. Wow, nổ này các bạn ơi. Ôi, nổ ra bao nhiêu cá ấy. Ý, nhìn này, mình sẽ bắt về nhá. Ôi ơi, cá này, cá này. Ôi, nhiều cá quá này. Ô, đây nữa này. Wow, bắt được hai con rồi. Ôi, con này nó con to, cũng to này. Ôi, con này cũng to, mang về luôn. Ôi, con này nữa này. Wow. Ôi, con này cũng đại bác luôn này. Ê, nhìn này, ôi, nó to quá này. Chiu 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 chiu, cá ơi. Bắt về nhá, bắt cá vàng này. Wow, bắt cá vàng, bắt cá vàng. Ui, con cá này to quá này. Wow, con cá này mình trừ lại nhá. Mình để lại để mai mình bắt tiếp nhá. Các bạn ơi, đấy, còn một con cá to to sót lại đấy các bạn ơi. Đây này, con cá đây này. Con cá này là to lắm, sót lại đấy. Wow, một xô cá rồi, bây giờ mình sẽ mang xô cá này về nhá. Ten ten, ten ten, ten ten. Í, về tới nhà rồi. Ê, để mình khám phá xem nào. Chị Thỏ ơi, chị Thỏ đang làm cái gì đấy, chị Thỏ câu được nhiều cá chưa? Ô, chị Thỏ đang câu các con cá rồi, chị câu được xong chị lại thả nó lại đấy. Chị Thỏ đang ngồi câu chơi đấy các bạn ạ. Wow, chị Thỏ ngồi câu cá này, trông mấy con vịt này. Đây này. Đó. Nhím vừa đi bắt được này này. Ui, con cá sấu này. Cá sấu đấy nữa. Đấy. Ây, thả nó vào giữa này nhá. Cá sấu giữa đấy các bạn ơi. Wow, ui, cái bể của chị Thỏ này. Đây này, cho con cá này ra đây nó bơi nhá. Có một con cá to. Ơi, đấy. Cá to luôn đấy các bạn ạ. Wow, cá to chưa? Ôi, đây nữa nè. Đấy, đây là một con cá chép vàng nè. Cá chép vàng này, mình sẽ câu con cá chép vàng này nhé các bạn nhé. Đấy chưa, thấy chưa, đây này. Cá chép vàng này sắp ăn rồi này các bạn này. Ôi, đây nữa này, đấy, đây là một con cá nữa này. Đấy, wow, nhiều chưa, nhiều chưa, nhiều chưa. À, nhiều chưa các bạn. Wow, đấy, đây, 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 con vịt kìa. Ôi, con vịt đấy, con vịt kìa. Wow, đây này. Ấy, cho con cá này nó ra đây nó bơi này. Con cá hùng vĩ đúng không? Ui, chị Thỏ à, chị Thỏ câu được con nào chưa? Chị Thỏ đang câu này. Ôi, câu đi xem nào, xem mình câu xem được con nào không. Ôi, đấy, đấy, đây, đây. Đấy, ui, xịt rồi, xịt rồi. Xịt rồi các bạn ạ. À. Xịt rồi, không câu được rồi, chị Thỏ hôm nay. À, mình sẽ câu con cá heo hồng. Ui, con cá vàng nó chạy này. Ui, đây, 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 nó chạy ra đây này. Ôi, nó chạy đi tìm đồ ăn hay sao ấy. Wow, nhìn này. Xịt sò chưa? Ui, trong này mình có một con. Ê, cá nữa này. Các bạn nhìn này. Đấy. Ui, đây, 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 kìa, kìa, nó chạy kìa. Cá heo hồng rồi này. Wow, chị Thỏ câu được con cá heo hồng kìa. Thấy chị Thỏ giỏi chứ các bạn. Ôi, ơi. Đây này. Đấy. Wow. Đây này, các bạn ơi, mình có một con cua ở trong này này. Đây này. Oh. Ui. Wow. Đây này. Con cua này to thật đấy các bạn ạ. À. Đây này, mình vừa bắt ở dưới mương đấy. Ui, con cua biển này này. Câu bạn cua này. Ui. Bạn Hà cũng đi cho mình câu nó. Đây này, mình sẽ cho ở giữa này nhá. Đấy. Ui, con cua nó to lắm. Đấy, bạn cua. Ui. Bạn sủi tăm này các bạn này. Ừ, bạn cua đấy, đấy nhìn chưa? Thấy chưa. Ôi. Đấy, đấy. À. Ô, bạn vịt của chúng mình đang bị rét rồi các bạn ơi. Nó tắm xong rồi mới rét rồi các bạn ơi.
Wow. Ôi những con cá bơi kìa. Ôi nhìn này, nhiều nhiều cá bơi chưa này. Wow, cái con cua này này. Các bạn ơi, hôm nay á là mình mấy chị thỏ này này là tìm hiểu các con vật ở trong này nhá. Bây giờ mình sẽ bắt hết về rồi, bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Đây tên những con vật này nhá. Các bạn ơi, đây là một con cua này. Đây là con cua đồ chơi nhá. Các bạn đấy. Ơi, đây là một con ốc mượn hồn nhé các bạn nhá. Các bạn thấy đây là một con ốc mượn hồn này. Đấy, rồi. Đây là một con cá chép vàng này các bạn ơi. Các bạn thấy chưa? Một con cá chép vàng này. Một con cá chép vàng. Đấy. Đấy. Còn đây, đây là một con cá chép koi nhé các bạn. Đây à. Các bạn ơi, đây này mình giới thiệu cho các bạn nhé. Đây là một con bò này, con này là con bò sữa đồ chơi đấy các bạn ơi. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Rồi, đây là một con tôm hùm nè. Ten ten, đây là con tôm đây, hùm nhá. Còn cái con siêu siêu to khổng lồ này là một bạn cá sấu nhựa đấy các bạn ạ. Ừ, một bạn đấy. Cá sấu nhựa đấy các bạn ơi. Rồi, đây là một con ốc nữa nè. Đây là một con ốc ngà voi này các bạn ơi. Đấy, đây là một con cá này. Con cá này là con cá hùng vĩ nhá. Đây là một con cá sấu nhá. Wow, và đây là con cá chép koi nè, màu vàng đây, này. Đây là một con cá mập đầu búa nhá các bạn. Đầu nó hình cây búa này các bạn này. Và đây, đây là một cái con ốc biển siêu to khổng lồ luôn đấy các bạn ạ. Wow, hôm nay chúng mình bắt được nhiều quá này. Đây là một con cá lau kiếng này các bạn ơi. Đây cho cá lau kiếng nó bơi nhá. Ơi, nó bơi đấy. Wow. Đấy các bạn và à. Kia là một con cua biển nhá. Đây là một con cua biển này. Wow, và đây là những cái bạn vịt của chúng mình này. Đây là những bạn vịt rất là dễ thương. Đấy, những bạn vịt này đang rỉa lông, rỉa cánh này các bạn ơi. Ấy, nó tắm nè. Wow, những bạn vịt đang tắm này các bạn ơi. Hi hi, những bạn vịt đang thích đang tắm đó. Wow, các bạn nhìn thấy chưa? Ui, chị Thỏ đang nghịch con gì đây? Đây là một cái bạn chó của mình đấy các bạn ạ. À. Wow, ui. Bạn chó đâu? Váy nhìn dễ thương cơ này các ui, bạn ơi. Ui, cái con chó này là con chó màu vàng à? Đúng rồi. Sao nó lại chơi ở đây đây? Đấy, bạn chó này bạn ui. Đang canh giữ cái gì ở đây? Cái gì đây? Wow, có cái hình ngôi sao này. Ừ, hình như cái ngôi nhà của nó đúng không? Đúng đâu rồi. Rồi. Cho nó chạy vào đi xem nào. Rồi, bạn chạy vào đi. Ui. Đấy. Hình như có con gì nó đang nghịch đấy, ở trong này ấy. Bạn ấy gọi mình, bạn bảo là có cái con gì đây này các rồi, bạn. Rồi mình mở ra xem nào. Ui ui các bạn ơi. Wow. Ui sao nhiều cái con gì thế này. Wow, rất là nhiều này. Ui cái con cá mập này các bạn ơi. Ui ở dưới này nữa này. Wow. Ui ở dưới này cũng có cá nữa này. Ui nhiều cá. Wow, ui có con gì thế này. Ui để mình xem nào. Ui cái con gì thế này. Ui một con. Ui nó cắn đấy các bạn ơi. Không, một con đầu cá mập này. Đúng rồi. Wow, đây này. Đầu cá mập đấy các bạn ơi. Ui nhìn này. Wow, nó có hàm răng này. Đây chị Thỏ thử đúc tay vào xem nào. Ừ, đấy đây đúc tay vào xem nào. Wow. Wow, đây rồi, mình xem nào. Ui ở đây có con gì nhỉ? Ôi ở đây có cái cánh quạt này. Wow, 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 wow. Ui, nó cắp cánh quạt của mình rồi. Con cá mập này. Ui, nó cắp cánh quạt của mình nè. Ui, nó cắp cánh quạt rồi. Ui, thế cho vào đây. Con này á. Cho vào cái rổ này đi. Ừ, cho vào cái rổ. Nhưng mà đừng cầm mà nó cắn bạn đấy. Ui, con gì đây? Mình phải dùng cái đầu cá mập này mình bắt con. Ừ, gắp đi, gắp đi xem nào. Ui, bây giờ mình sẽ bắt con nào trước. Gắp đi. Con này đi. Wow, ui, rồi. Ơi. Cho vào đây. Rồi, được một con này. Đây, con gì đây này, con nhện này. Ý, gắp con nhện đi xem nào. Ui, con cá mập nó gắp con nhện này. Wow. Ui, đớp gắp vào đây. Ui, ơi, dưới này có cái gì đây này, lớp bùn này. Ui, ui, có con gì đây này. Đây này, mình nhìn, mình bới ra được con gì đây này. Rồi, bây giờ bạn bới ra đi xem là ở bên trong có con gì đấy. Ui, con gì đây này. Mình nhìn thấy cái cánh của nó rồi các bạn ơi. Đúng rồi. Các bạn có wow, một con gì này. Rồi, ui. Ui, wow. Ui, cái đuôi của nó này các bạn đây rồi, ơi. Bới lên được một con gì đây rồi. Ui, nhìn này. Một con chuẩn chuẩn, nó to chưa này. Cho vào đây nhá. Xem nào, bới tiếp xem nào. Ui, cái gì nó màu trắng này. Ui, cái gì nó màu trắng này này, hiện lên đây này. Wow, các bạn ơi. Ui, con gì đây này. Ui, một con ngựa văn này các bạn ơi. Wow, gù. Wow, đây là ui, một con ngựa văn. Đúng rồi. Ui, bới tiếp đi. Tiếp đi. Wow, trong này nhiều có con vật. Cái con gì mà lưng nó đen mà đây này. Các bạn ơi. Đâu đâu, để bới tiếp xem nào. Ui, bây giờ bạn cắp nó lên đi. Đây này. Ui, nó hiện ra rồi. Wow. Ui, đây là một con bọ hung này các bạn ơi. Ui, một con bọ hung to chưa. Ui, các bạn ơi. Ui, bới tiếp đi. Ui, trong này, ui, có cái gì đây này.
Có ui, cái gì đây này? Ui. Có một cái con mát gì này. Ui, gắp lên đi. Để mình thu phục đi, không ngờ cẩn thận nha, mà ăn thịt các wow, bạn đấy. Wow, ui. Mình thu phục được nó rồi này. Wow, đây này. Ui, một cái mắt này. Ui. Rồi. Wow, ui. Trong này ui, xem mình nào. Đợi, mình đào được con gì rồi đây này. Đây đây đây, con gì đây? Con gì nó màu đỏ nó hiện lên này. Ui. Wow. Wow, có bọ cánh cứng các bạn ơi. Ui, con này. Ui, con này màu đỏ luôn này các bạn ơi. Wow, ui, đây đây đây. Đào tiếp đi. Ui, cá mập đào này. Ui. Đây 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 đây. Một con ui, gì nữa này này. Ui, được một con gì wow. rồi. Wow. Ui. Đây này đây này. Ui. Ui các bạn ơi, một con này là một con ong bắp cày. Wow, to chưa? Ui. Đào nữa lên đi xem nào. Ui. Ui, cẩn thận nó cắn tay bạn đấy để ui, mình bắt cho. Ui, gắp đi. Ui, các bạn ơi. Wow, ui. Một con gì đây? Ui ui, đâu ui. Rồi? Đây, wow. Một con rết đấy các bạn ơi. Một con này là một con rết này. Ui. Ui, đào được một đống thế này. Tiếp là có con wow, nào nữa còn nữa không? Ui, hình như là hết rồi. Ui, cái này hay nhỉ. Ui, nó mềm mềm nhỉ, mềm nhỉ. Wow, đống cát đây này. Ui. Ui, ở đây này, có nhiều cá quá hay bây giờ mình bắt cá đi. Ừ, ui, nhiều cá như này. Ui, nó đang chạy đằng kia kìa. Wow, các bạn ơi. Ui, cái đầu cá mập của mình nó đang nhe răng đây này. Wow. Ngoăm. Ui, ngoăm. Ngoăm. Wow, bây giờ mình sẽ bắt cá. Ui, ở đây nó có cái gì đây này? Wow, con gì đây này? Ui, đây đây đây, con gì dài. Đây này mình túm được rồi. Túm được rồi đây này. Wow. Ui. Thôi rớt lên xem nào. Ui, thôi thôi thôi, rớt ra rồi. Ui, để xem con gì xem nào. Ui, con gì nó dài dài đấy nhỉ? Ui, đây wow. Là một con rắn đúng không? Ui, đây 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 đây. Ui, bây giờ làm sao mà cho lên đi? Nào. Ui, cắp lên đi. Ui, cho nó vào đây. Một con rồi. Ui, nó đang chạy được này. Tí mình mang về mình nuôi nhá. Ui, nó đang chạy ở trong đây này. Bây giờ mình sẽ bắt tiếp nha các bạn nhá. Ui, nó có cái gì đây này? Wow, đây này cái ống gì đây này? Ui ui. Ui, một cái ống gì nó ra. Kia. Nó chạy ra con gì đây này? Wow. Ui, nhấc lên thôi. Ui, con gì? Đây này. Ui ui ui. Nó rớt rồi, nó rớt rồi. Nó rớt ra ngoài rồi. Ui, đây này. Wow. Các bạn này. Ui, để mình dùng cái vợt này mình vớt lên xem nào. Con gì đây nhỉ? Ui, các bạn ơi. Ui, có một con cá này. Ui, con cá này to quá nhỉ. Con cá gì đây? Wow, một con cá gì đây này? Ui ui. Ui, con cá gì nhỉ? Các bạn này. Để cho vào đây xem nào. Wow, to chưa? Con cá to chưa kìa các bạn. Ui, một con cá. Con cá này là một con cá rô đồng đấy các bạn ơi. Ừ, thì ra là một con cá rô đồng. Wow. Đâu 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 đâu. Ui, để mình xem nào. Ui, có nữa này. Con nữa này. Ui, hay là mình cầm bạn cầm cái ống đấy bạn. Ừ. Nào, dốc lên nhá. Wow, cái ống này xem nào. Dốc ra ra xem nào. Ui, nó ra đây này một con cá nữa này. Ui. Wow, ui con cá này nó cắp cái gì đây này? Ui. Được cả một cái vòng mi lông này các bạn ơi. Ui, con cá này nó cắn cả cái mi lông. Ui, con cá này nó còn cắp cả một con thỏ con đây này. Ui, cái con thỏ con đây này. Wow. Ui, đây này nó còn cầm cả có quả bóng này. Quả bóng màu xanh này. Ui, con cá rô này. Ui, con lươn nó tươn ra rồi kìa. Wow. Mình cắp nó mình thả vào. Ui, cho vào đây, cho vào vật này. Này. Ui, rồi rồi. Ui, được rồi các bạn ơi. Ui, nó lại trườn ra kia kìa. Bây giờ bạn bắt nó lại đi. Ui, mình không biết đâu ấy, nó lại trườn ra kia kìa. Ui, con lươn này không chịu để in đâu. Ui, bạn lươn ở trong này chơi đi. Tí nữa mình bắt đạn về nuôi nha. Wow, con cá rô này. Ui, một con cá rô này các bạn này. Đây, tròn vào đây. Ui, to wow. Chưa đây các bạn ơi. Ui, nó quẫy này. Ui, được rồi, được rồi. Được rồi, ai, được rồi. Thả vào đi. Rồi, ui, thả cái vào bạn đây. Lươn này bạn lại chạy ra nữa. Ui, được hai con cá rô đồng. Ui, bạn lươn này bạn lại chạy ra nữa này các bạn này. Wow, ui, hai con cá rô đồng to quá. Các bạn ơi. Rồi, bây giờ ui. Mình bắt tiếp cá nha các bạn nhé. Ui, để mình bắt tiếp cá xem nào, xem được con nào không nhá. Wow, ui, đây rồi, đây rồi. Ui, đây rồi. Ui, được một con cá vàng. Wow, ui, đây 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 đây. Cá đây. Vàng các bạn ơi. Ui, rồi, cho vào đây. Ui, đây con gì đây nhỉ? Đây là một con mạch tuộc này ui, các bạn ơi. Ui, một con mạch tuộc nè. Ui, mình đặt ở đây wow, nha. Con vịt. Ui, một bạn vịt đấy các bạn ui, ơi. Ui, rồi để đấy đi. Wow. Ui, dưới này còn nhiều cá lắm này. Ui, mình sẽ vớt lên xem nào. Wow. Không biết được con cá nào không các bạn ơi. Ui, mình vớt trúng cái ni lông gì rồi đây này. Ui, nặng quá, toàn nước ui. Thôi. Toàn nước ở trong này thôi này. Mình phải đem đi bỏ nha các bạn ơi. Ừ, rồi, cái sợi ni lông ấy bỏ đi. Vệ sinh môi trường đấy các bạn ạ. Ừ, đấy, đây có con cá này rồi. Hai con này. Ui, ui, nhiều chưa này. Ui, đây có một quả ui. Trứng gì này các bạn ơi. Đây, 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 ui, quả trứng khủng long này. Ui. Ui, đây, 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 nó mở ra con gì này. Ui. Wow. Ui các bạn ơi. À.
Ui, con gì đây con nhỉ? Con cá mập này nó mở ra một con rùa đấy. Ui, các bạn ơi. Nó có chạy được này. Ui, nó chạy này, bạn bắt nó lại đi. Rồi, cho nó vào đây luôn nhá. Wow, nhiều chưa? Ui, còn nhiều không nhỉ? Wow, để mình vớt lên xem nào. Ui, nhiều lắm các bạn ơi. Ui, ui, rớt lên xem nào. Wow, đây rồi. Đây rồi, đây được con cá vàng. Ui, wow, đây nữa này. Ui, con cá này nữa này. Ui, hai con rồi. Không biết là ở trong quả trứng này có gì không nhỉ? Ui, hay nhỉ. Ui, quả trứng này mình mang về nhá. Ừ, mình sẽ đấy. Mang về này, để ở đây nhá. Wow, vớ tiếp nhá các bạn nhá. Wow, ui. Ui, nhìn kìa. Ui, trúng con cá rồi, gì rồi. Bạn cá, ui, wow. Bạn to chưa kìa các bạn kìa. Ui, ui con này mày to này. Ui, ui, to thế nhỉ. Ui, ui. Ui, con cá này to lắm mà vớt mãi không được các bạn ơi. Wow. Ui, vớt con này đi. Ui, rồi. Wow, vớt được rồi. Mình lại thấy một quả trứng nữa rồi đấy các bạn. Đây rồi, đây rồi. Con cá này này. Wow. Wow, ui. Một bạn này. Con cá chép này là con cá chép vàng này. Wow. Ui, này. Ui, đây lại có một quả trứng nữa này. Mở ra đi xem nào. Mình sẽ dùng con cá mập này để mình mở nhá. Một. Ui. Ui, đây. Nó mở mở ra này. Các bạn wow, một chú cá nữa này. Wow, cho vào đây. Thả vào đây đi. Được rồi. Wow, được hai quả trứng này các bạn ơi. Wow. Tiếp thì đi. Ui, đây, mình cạp được một cái con gì rồi này. Đâu, cạp được con gì đây? Ui, nó to lắm. Wow. Ui, một con cua đấy. Wow, mình nhúc lên này. Cua đấy các bạn. Ui, đây rồi. Wow. Ui. Ui, một con cá này, con cá vàng này. Ái chà. À, một con rùa kìa. Đấy, con rùa đây này. À, con cua nữa kìa. Cua này là con cua màu màu vàng này các bạn ơi. Ui, wow, cái chậu của mình này. Cái chậu của mình được nhiều con vật chưa này? Đây. À, mình thấy ở dưới này đây. Có rất là nhiều con vật đấy các bạn ơi. Ui, này. Ui, có cá kia nó cua to này. Chưa kìa. Ê, các bạn kìa. Ui, cá chê này. To chưa? Wow, bự quá các bạn ơi. Bây giờ bắt con này lên mới được này các bạn ơi. Wow. Ui, đây. Ui, cá mập ơi, câu lên đi. Wow. Ui, đây rồi. Thôi, các bạn ơi. Thôi. Ui, rớt ra rồi. Wow. Đây. Hây, cha rồi. Được rồi. Bắt được cái con cá to đùng này vào cái chậu của mình rồi các bạn này. Ở dưới này thì còn không? Ui, bạn bắt nữa đi. Đây nữa này, một con lươn này. Wow. Đây này. Ui, các bạn ơi, các bạn nhìn đây có một con lươn này các bạn này. Một vàng này. Ui, to chưa này. Ui, thôi. Đây, đây cho nó vào đấy nhá. Ui, ui, rớt rồi. Rồi, các bạn ơi. Wow, nhiều cá chưa kìa. Ui, chị Thỏ đang làm cái gì ở chỗ này đây? À, chị Thỏ đây có một cái bể này các bạn nhìn này. Ui. Cái bể của chị Thỏ có rất là nhiều các con vật. Wow. Đầu tiên mình nhìn thấy này, cái gì nó quay đầu đây này. Đấy, những cái bạn này á còn biết nói nữa cơ. Ui. Nhìn này. Ui cái bạn này bạn nói nhại lại bạn luôn đây. Ui nó quay đầu này. Ui nó quay đầu này. Wow, ở trong này nữa này. Ui có con gì đây này. Wow, nhìn nó này, nó ngoe ngoẩy này các bạn này. Ui hay nhỉ. Wow, đây là một con ong bướm này. Hay chưa. Hay nhỉ. Ui nó xinh chưa. Ui cái con này nữa này. Wow, đây này. Ten. Con này là màu hồng đấy các bạn à. Wow, để mình xem nào. Xinh chưa này các bạn ơi. Ôi, đây này. Đây có một con khủng long này. Ui, mình sẽ mang ra xem nào. Wow, ở trong này này. Ở trong này là rất là nhiều các con vật xinh đẹp luôn. Ui, các bạn đẹp chưa? Có những con vịt này, con thỏ này, con chuột kìa. Ui, nó đang chơi này. Ở đây có một cái lồng chim này các bạn ơi. Wow. Ui, có một con gà nó đang chạy lên rồi này. À, hay bây giờ mình thả. Ui, mấy con vịt này nó đang chơi trò chơi gì đây? Hay chưa. Ui, này. Wow, thỏ trắng kìa. Này các bạn ơi. Ui, thỏ này. Wow. Ui, một anh thỏ xám này các bạn này. Wow, đẹp nhỉ. Ui. Wow. Hay bây giờ mình thả những cái bạn này ra cho bạn đi chơi đi. Ừ, đúng rồi, bây giờ mình rồi. Sẽ thả ra nhá. Bây giờ mình sẽ thả một con thỏ nhá. Thôi mình đi. Mình thả một bạn thỏ này cho ui. Bạn thỏ chơi này. Ui, thôi thả nó đi đi nhá. Ui, bạn thỏ bạn ăn cỏ đấy. Ui, đâu. Ui, wow, ui nhìn này. Kìa. Nó đang ăn cỏ này. Wow, đẹp chưa này. Ui, nó đang đi ăn cỏ đấy. Đấy. Ui, con ong này nó đang ngoe nguẩy này. Ui, nhìn này. Đây,
đấy cũng là một bạn cây nè. Hay chưa? Đấy. Rồi. Đây là một con, ui ui, con vịt to chưa này. Wow. Bây giờ bạn thả ra đi. Ui, cho nó đi chơi đi. Mình sẽ thả một bạn vịt con nữa này. Đấy. Ui, đi thỏ, bắt những con chuột con ấy đi đi. Wow. Ui, đây là một con chuột bọ. Ui, nó kêu này. Các bạn này. Ui, nó kêu hay chưa? Ui. Thả nó ra cho đi chơi nhá. Thả đi, cho đi chơi đi. Wow, nó đi chơi rồi kìa. Ui kìa, vịt kìa. Này, những bạn vịt này mình sẽ thả những bạn vịt. Ui, bạn thỏ, bạn tinh kìa. Ui, nó đang đi chơi đấy. Wow, đây thả nữa đi. Wow. Ui, đây nữa này. Ui. Ui, một bầy vịt. Wow. Ui, nó đang đi chơi này. Ui, nó đang đi chơi này. Wow, nhiều chưa? Hôm nay mình sang nhà bạn Cam Cam này. Ui, bạn Nhím sang nhà bạn Cam Cam làm gì đấy? Wow, hôm nay mình sang nhà bạn để bắt cá đấy. Ui, thế mình đang xúc cá này. Wow, ui, nhà bạn Cam Cam có một cái vợt này với lại cái hồ cá này đẹp nhỉ. Ui, có cả những cây hoa. Wow, này. Ui, có những bông hoa này. Wow, đây này. Ui, cái ao của bạn Cam Cam này nhiều cá chưa này các bạn ơi. Ui, những cái con vật nó còn chạy rúc rích ở đây này. Đấy. Wow. Nhưng cái bạn cá này của bạn Cam nhiều lắm. Đây có một người. Wow. Bạn Cam ơi, bạn cho mình bắt cá ở đây nhá. Được rồi, bây giờ bạn Nhím bắt cá ở đây đi. Nào, wow. Ui, nhiều cá chưa này. Để mình khám phá xem nào. Đây là một cây bèo này. Ui, ở dưới cây bèo này có nhiều các con vật lắm nhá. Bây giờ mình cùng nhau khám phá từng con vật một nhá. Wow, đầu tiên này. Đây này, mình bắt được một con cá vàng rồi. Wow, một chú cá vàng này, to chưa? Đây, mình sẽ bỏ vào cái bể này nhá. Các bạn ơi, đây, mình bắt được những quả bóng cơ. Rồi, cho vào đấy đi. Wow, ở đây này. Ui, bạn Cam ơi, bạn bắt cho mình con cá to này đi. Được rồi, bây giờ mình sẽ bắt cho bạn Nhím con cá này nhá. Wow. Các bạn nhìn này. Ui, wow. Này, các bạn này. Đấy, các bạn ơi, bạn con Cam á. Đấy là của bạn Nhím đấy các bạn ạ. Đây là con cá của tớ nhá. Ui, bạn Cam ơi, mình nhìn thấy một cái con gì. Ui, con cá này, cho vào đây chứ bạn Cam ơi. Con cá này là của mình đấy. Rồi, Cam Cam ơi, Cam Cam bắt cái con này đi. Wow, ui, đây là một con cá sấu đây này. Wow, ui, đây này. Nó cắn bạn đấy, để mình bắt cho. Rồi, cẩn thận nhá. Cẩn thận, không nó cắn đấy, bạn Cam Cam đấy. Mình bắt được nó rồi đấy các bạn này. Rồi, bây giờ mình cho vào đây xem nào. Ui, các bạn nhìn này. Wow, nó đang quay kìa các bạn ơi. Wow, ui, nhà bạn Cam Cam mà có cái gì đây này. Wow, cái đấy là cái tất xét mô hình của mình đấy. Đúng rồi, đây mình xem nào. Wow, ui, nó còn phun được khói ra đây này. Đây là cái con cua phun phun bong bóng của mình đấy. Wow, nhà bạn Cam Cam có con phun bong bóng này. Ui, nó phun ra được nhiều bong bóng chưa này. Wow. Bạn nhìn bạn thấy cái con cua của mình này đây, hay đây, chưa? Đây đây đây, mình xem nào. Ui, hay nhỉ. Nó phun bao nhiêu là bong bóng ra này. Này bây giờ tớ sẽ cho bạn cái này về bạn để ở cái hồ nhá. Thôi cho mình con này nhá. Ui, ở trên này có con gì đây? Ui, cẩn thận nó cắn. Wow. Đây là một con rắn đấy. Ui, con rắn này. Wow. Ủa, nhà chị Cam Cam này có nhiều các con vật nhỉ. Đây là một con rắn này. Đấy, mình sẽ cho ra đây này. Chưa? Ui, để mình ủn lên xem nào. Ui, có cái con gì trong này này. Wow. Tớ với bạn cùng nhau ủn nhá. Đây này. Ui, nó có cái con gì nó lộ ra cái chân nó đây rồi đây này. Bây giờ mình cầm cái đuôi của nó này, mình kéo nó đi. Để mình xem nào. Ui. Đây là một cái con này là cái con một con lạc đà mà. Wow, một con lạc đà này các bạn ơi. Ui, nó chạy được này. Ui, nó chạy được này các bạn này. Nhìn đây. Con lạc đà này nó chạy được này. Ui, nó còn phát sáng nữa này các bạn ơi. Hay nhỉ. Wow, ui, con lạc này ngã chổng cù rồi. Cái con này bạn Nhím khai thác được á. Bây giờ là bạn Nhím đem về đi. Rồi, cho vào đây đi. Bây giờ đến lượt chị Cam nhá. Rồi, mình đủn cái này ra xem có cái gì không này. Ui, nó lòi ra rồi này. Cái gì, con gì đây này. Ui, mình thấy cái gì rồi đấy. Y, vặn này. Wow, con gì nó đang lòi ra rồi này. Bạn kéo đây. Ui. Ui. Ui, con gì đây này. Đây là một con heo này các bạn ơi. Ui, một con heo này các bạn ơi, hay nhỉ. Wow, rồi mình để đây đi. Rồi, bây giờ để chị Cam đủn xem như hết rồi. Nào không nhá. Hết rồi, đây hết rồi. Các bạn ơi. Wow, mình đi bắt cá đi. Ui, ở dưới này nhiều quá này. Ui, nhìn này các bạn ơi. Wow, ui, mình nhìn thấy con gì này các bạn. Con gì đây? Ui, nó núp ở dưới bèo bắt đi xem nào. Wow. Ui, đây là một cái con rùa này các bạn. Ui, nhìn cái tai nó đỏ chưa này. Ui, con rùa cổ này các bạn ơi. Các bạn ui, con rùa này to thế nhỉ.
Ui, ở trên lưng nó có những cái cọng rêu á các bạn ạ. Đúng rồi. Ui, con rùa này phải 1.000 năm rồi các bạn ơi. Ui, cái con rùa này gì mà nó to, nó đen xì luôn này. Ui, nhìn này, wow, hai cái tai nó đỏ, nó to. Mình bỏ ra đây xem nó có chạy được không nhá. Ui, ui, nó trốn đi kìa. Nó đang đi này. Wow. Ý, con rùa này, ui, tai nó đỏ này. Wow, cho ui, cho vào đây cho nó bơi đi. Vào đấy cho nó bơi đi. Để mình cho vào đấy ạ. Wow, nó đang bơi này này các bạn ơi. Wow, con rùa này. Ui, hay chưa này, nó đang bơi ở trong cái bể của mình này. Ui, bạn nhím ơi. Ui. Cái gì đây? Có thấy cái gì không? Mình thấy có một cái gì nó lấp ló như cái con cá mập nó ở trong đây này các bạn ơi. Ui, cái con cá mập á. Đâu? Ui, đâu chỗ này? Đấy, các bạn thấy chưa? Ui, đây rồi, rồi đây. Ui, mình nhìn thấy này. Đây. Ui, mình nhìn thấy một con cá mập này, nó cắp cái con ếch đây này. Đây này. Ui. Đây này. Con ếch đây này. Wow, đây này. Ui, mang cái con cá mập này đi lên đi cho nào. Cá mập đi. Wow. Mình bắt con ếch luôn nhé các bạn nhé. Đây con cá mập này. Wow, con ếch đây. Con cá mập nó đang cắp con ếch đây này. Nào bây giờ mình sẽ mang cái bát ếch này về nhá. Rồi, cho vào đâu đi. Đây. Ui, wow. Ui, cho vào đấy đi. Rồi, cho vào đây nhá. Ui, cái bạn cá sấu bạn há miệng kìa các bạn ui, ơi. Ui, nhìn này, nhìn ui. Nó này. Wow, con cá sấu của mình đấy. Ui, đây rồi, đi tìm hiểu các con vật khác đi. Wow, trong những cái lớp bon này á, có nhiều các con vật chưa? Ô, đây là một con gì đây? Đấy là con gà trống đúng không? Wow, con gà trống của chị Cam Cam này. Wow, đây là ui. Con này là con ngỗng của mình đúng không? Đây này, đây là một con tôm nè, con tôm hùm của chị Cam nè. Đấy, wow. Một cái con ngỗng này của bạn nhím bạn sao? Ui, già, ui này, con ngỗng này. Wow, để tìm hiểu con khác xem nào. Ui, ở đây có một con cá sấu nữa đây này. Đây này, mình bắt cho đây, đây mình còn nhìn thấy một con nữa đây. Đâu, chỗ nào, góc nào? Để mình bắt cho bạn. Wow, đâu, bắt đi. Đây này. Ui, cẩn thận nhá. Cẩn thận, để mình bới cái đám bon này ra đã này. Bạn bỏ tay ra đi, cắn bạn đây. Ui, đây rồi. Đây rồi, mình bắt được nó rồi đây này. Wow. Rồi đây, để mình bắt cho. Ui, nó quẫy này. Ui, nó quẫy mạnh lắm đây. Cẩn thận nhá. Ui, để mình cho nó xuống đây. Wow, nó há cái miệng nó đi cắn bạn. Ui, kìa các bạn kìa. Rồi, bây giờ mình bắt con khác đi. Ui, ở đây có cái con gì này? Wow, một con rùa trong này này. Wow. Đây này một con rùa này. Ui, này. Để mình đây một con rùa nhá. Wow, đây có một cái con gì đây? Ui, con cá sấu này, nó đang cắp cái con gì đây này? Ui, bạn lấy ra xem nào. Ui, con này mờ. Đây này. Ui. Wow. Nó đang cắp một quả bóng màu vàng này, này cho này. Ui. Wow, đây nữa này. Ui, nó đang gặp một con. Đây con là gì một đây? Con bọ cánh cam nè, bọ cánh cứng nha các bọ bạn. Bọ cánh cứng này. Wow, đây này nhiều cá lắm. Đây nữa này. Đây này mình đâu? Bắt được con này. Đây này mình bắt một con rùa rồi. Đâu? Ui, đây là một wow. Bạn Cam bạn bắt được một con cá tre à? Ui, các bạn nhìn thấy con cá tre của chị Cam này các bạn ơi. Nào chị Cam thả ra. Ui dồi ôi. Ý nữa là nó cắn chị rồi. Đây mình sẽ cho rùa nó ở đây nha, nó bơi nhá. Wow, đẹp chưa này. Ui, ở đây mình nhìn thấy nhiều cá lắm đây. Đây mình bắt được một con cá này. Nào, bạn đào vào đây thì mình bới ta đã nhá. Bới những cái lớp bèo này ra nên mình bắt con cá này cho bạn xem này. Wow, một con cá màu vàng nhá. Mình cũng bắt được một con cá đâu. Đâu. Ui, đây này. Trượt rồi. Đây bắt lại nhá. Ui. Rồi cho vào bể này đi. Wow. À, bây giờ mình đi tiếp đi. Cái con cá này nó đang chạy này. Wow, cái bể của mình này. Ui, những con cá này nó đang bơi này các bạn ơi. Ui, thì mình cũng đi tìm cái hiểu các con vật khác nhá. Wow, ui, các bạn ơi. À, wow. nhà bạn Cam Cam có một cái những cái con gì đây này. Wow. Đấy là cái con vịt của bạn Cam đấy. À, chà, cái cu trùng vịt của bạn Cam Cam nhiều vịt nhỉ. Đúng rồi. Wow, chà chà. Còn rất là nhiều quả bóng luôn đấy các ui, bạn ạ. À. Ui, đâu mình khám phá thế nào, mình lấy cái xô này xem nào. Wow. Bắt những bạn vịt con ra đi. Bạn Cam Cam cho mình bắt mấy con vịt này về nuôi nhá. Bạn nhím bạn bắt vịt đi. Bắt thả vào đây để mang về thả vào bể. Wow, có những cái con vịt này xinh thế nhỉ. Ôi, cho vào đây nhá. Một bạn rồi. Trời, mình bắt hết về đấy. Hai bạn. Wow. Ba bạn. Ui. Ui, bốn bạn vịt luôn đấy các bạn ơi. Đây này, còn nhiều. Ui, có nhiều quả bóng trứng chưa? Wow. Ui, đây là những cái quả trứng vịt đây này các bạn ơi. Đúng rồi, những cái con vịt này nó đẻ ra những quả trứng đấy các bạn nè. Wow, bây giờ mình xách về đi. Bây giờ mình xách về mình thả vào bể đi. Rồi. Mình sẽ cho vào cái bể này nhá các bạn nhá. Rồi, bây giờ bạn nhím bạn thả vào bể đi. Wow, xà già nó thích kìa. Đấy. Wow. Những con vịt nó đang bơi này. Ui, ở trong này có những quả trứng này các bạn ơi. Mình sẽ lấy một thử ạ. Wow, một quả trứng này là trứng
màu đỏ này mình cho ra đây nhá. Ui, đây chà là chà. Trứng vịt đấy các bạn. Wow, một quả trứng màu xanh này. Ui, mình thử à. Ui, đây có hai quả luôn này các bạn ơi. Wow, bây giờ mình sẽ đập. Bây giờ bạn mở hai quả trứng to. Đây rồi. Có con gì? Wow, trong này chắc chắn là có con gì rồi. Bây giờ mình thử đập ra xem nào nhá. Wow. Ui, nó ra một con cá rồi. Wow. Một con cá này đẹp chưa? Wow, ui, nó nhảy này, cá này. Ui, cho vào đây cho nó bay nhá, nó bay bơi này. Chà, nó đang bơi kìa. Bạn tắm này các bạn này. Đây nữa này. Wow, một quả xong rồi. Bây giờ một quả này nữa này, không biết có con gì không này. Ui, wow, quả này cũng mở ra được một con cá này. Ui, wow, các bạn ơi, đẹp chưa này. Ui, mình sẽ cho ở đây nhá. Đẹp chưa. Đúng rồi. Bây giờ mình sang đây đi. Đây này, ở đây còn nhiều cá lắm. Wow, mình bắt này đi. Bắt đây đi. Ui, mình nhìn thấy một con cá sấu. Wow, đâu. Con cá sấu ở chỗ nào? Ui, kia. Nó đang đây. Cẩn thận nhá. Ui, bác cẩn thận đấy. Ui, cẩn thận. Nó đang bò lên cái bèo kìa. Wow, con cá sấu này. Ui, các bạn ơi. Wow, thành công chưa? Ui, được rồi. Ui, các bạn ơi. Rồi, cho vào đấy đi. Ui, các bạn ơi. Được rồi, bây giờ mình sẽ bắt tiếp nhá. Wow, ở đây này. Ui, dạ. Có một con vịt nè. Ui. Wow. Ui, con rùa này, chị Thỏ bỏ vào bể đi. Ui, đây là một rồi, cá mập đồ đấy này. Rồi. Ui, đây một con rùa nữa này, nhiều lắm này. Hai, ba con rùa nhá. Wow, đây này, những quả bóng Doraemon này. Wow. Đây có con gì đây? Ui, đây là con cá sấu đấy các bạn ạ. Đúng rồi, một con cá sấu này. Wow, đây nhiều cá chưa này. Ui, mình bắt được một con rồi. Ui, to quá các bạn ơi. Ui, rồi. Con cá bự nhiều chưa này. Ui, kia một con rùa nó đang bò lên kia kìa. Wow, các bạn nhìn này. Ui, cho nó vào đây nhá. Ui, nhiều rùa các bạn ơi. Đi thôi, tiếp theo đi. Wow, ui ở dưới này. Wow, mình còn nhìn thấy một con cái nhà này là cái gì đây này. Wow, nó còn có một xem nào. Ui, có một cái cửa này hình tròn nó xoay đây này. Wow, ui, hình như là cái nhà này có cái gì đấy nhà hả bạn Cam Cam. Voi này các bạn ơi. Ui, bên này lại có một con cua nữa này. Ồ, một con cua to thế nhỉ. Rồi, mang con cua về đi. Ui, một con này là con voi nhỉ. Con voi này. Rồi, cho rồi, con voi về luôn. Ui, ở bên kia là con gì kia. Wow, một con nàng tiên cá đây này. Cho ở đây luôn nhá. Ui, ở đây có một quả bong bóng này. Chị Thỏ thử mở ra xem nào. Chị Thỏ có nhá. Ui, rồi nó nổ mất rồi. Ui, có con gì trong đấy. Đây là có con gì đây chị Thỏ. Wow, bạn Cam Cam, bạn bắt ra được con gì nhỉ. Ui, hai bạn gì đây? Đâu? Bạn Thỏ này. Wow, chị Cam chị bắt được một bạn Thỏ này các bạn thấy chưa? Wow, một con Thỏ của bạn Cam Cam này. Thỏ này. Wow, được rồi đi, cho nó đi chơi đi. Còn con nữa là con gì đây? Đây là một bạn Thỏ trắng này các bạn này. Ai chả một con Thỏ trắng. Các bạn thấy bạn Thỏ trắng của chị Cam đẹp chưa? Xinh nhỉ. Rồi thả cho nó đi chơi đi. Đi xem nó đi đâu nhá. Đi chơi đi. Ui, bạn này, bạn ấy đang ăn cỏ nè, các bạn ơi. Đấy, nó đang ăn cỏ rồi. Đẹp chưa? Thôi đi chơi đi, Thỏ ơi. Thỏ, bạn Thỏ này, bạn mải chơi, bạn mải ăn lắm nhá. Ui, ăn đi ra này, ăn cỏ này các bạn ơi. Nó ăn cỏ này. Chà, con Thỏ ham ăn nè. Wow, ui, mình về, mình lại bắt cá tiếp đi. Ừ, bây giờ mình sẽ bắt cá tiếp nhá các bạn ơi. Ở đây còn nhiều cá lắm, mình xem nào. Con bọ này. Ui, wow. Đây mình thấy nhiều con cá này. Một đây, con lật, cá này. Để lật những cái bon này ra đi. Ui, dưới này còn nhiều cá lắm. Ui, wow. Bắt được một cái con gì đây này. Con cá nữa này. Ui, một con gì này. Ui, chà, đây nữa này. Wow, một con cá nữa đây. Wow, nhiều chưa này. Để bắt nữa đây. Đây rồi. Wow, đây rồi các bạn ơi. Ui, wow. Đây rồi, bắt được một con nữa rồi. Thôi cho vào đây bắt đi. Bắt được một con nữa đây này các bạn ơi. Wow. Wow. Ui, hôm nay mình sang nhà bạn Cam Cam này, mình bắt được này. Ui chà, ui cá sấu này. Vịt nè, vịt nè. Con vịt nữa này. Những con rùa. Con kia là con cá chê nè. Con này là đầu cá mập nè. Wow. Ui, con này là đầu cá sấu này. Ui. Wow, đẹp chưa này. Ui, cẩn thận nhá. Cẩn thận để mình bới cái đám bon này ra đã này.
Bạn bỏ tay ra đi cắn bạn đấy. Ôi đây đây rồi, đây rồi. Đây rồi, mình bắt được nó rồi đây này. Ôi, wow. Rồi đây, wow, để mình ơi. Bắt cho. Ui ui nó quẫy này. Ui nó quẫy mạnh lắm đây. Cẩn thận nhá. Ui để đứng này xem nào. Dốc ra ra xem nào. Ui, nó ra đây này, một con cá nữa này. Ui, wow, ui con cá này nó cắp cái gì đây này. Ui. Được cả một cái vòng mi lông này các bạn ơi. Ui con cá này nó cắn cả cái bi lông. Ui con cá này nó còn cắp cả một con thỏ con đây này.